quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng hôm nay, ngày 25 tháng 7. Thưa quý vị, chương trình có một số tin chính trong nước đáng chú ý như sau. Tổng duyệt chương trình Trường Ca Đỏ lần 3 năm 2015, Hồng Hà, Cửu Long. Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ do tỉnh Kiên Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tổ chức. Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đồ họa mới của phổ điểm môn toán và ngữ văn. Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa lao động đi nước ngoài làm việc. Kính mời quý vị khán giả bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Trường Ca Đỏ lần thứ 3 năm 2015 Hồng Hà Cửu Long do tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Tam Hồng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Đây là chương trình văn nghệ nằm trong hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015. Sau nhiều ngày tập dượt, dàn dựng công phu cả về nội dung lẫn sân khấu, chiều tối qua, ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt lần cuối trước khi các tiết mục được đem ra trình làng vào chương trình chính thức tối nay. Chương trình Trường Ca Đỏ lần 3 năm 2015 được chia thành 3 chương gồm Hào Khí Lạc Hồng, Linh Thiêng Việt Nam và Đức Việt Tỏa Ánh Hào. Ngoài sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam, chương trình còn quy tụ gần 200 diễn viên múa chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và gần 300 đoàn viên thanh niên thiếu nhi của tỉnh Vĩnh Long tham gia. Xuất phát từ ý nghĩa và tính chất của chương trình nên vào thời điểm tổng duyệt, các ca sĩ, dàn hợp xướng, đội hình múa đều có mặt đầy đủ và phối hợp ăn ý. Thành Lam rất là xúc động, là một nghệ sĩ được dâng tiếng hát của mình để chia sẻ nỗi đau, sự mất mát về những liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Thành Lam mong rằng tiếng hát của Thành Lam sẽ là tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ, thêm yêu đất nước và sống có trách nhiệm hơn để xây dựng một đất nước tươi đẹp. Bên cạnh đầu tư về mặt dàn dựng, theo đánh giá của đạo diễn sân khấu, đến thời điểm này, các công đoạn chuẩn bị về âm thanh, ánh sáng sân khấu cơ bản đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, với nỗ lực tạo mọi điều kiện tốt nhất để các ca sĩ, diễn viên có thể trái hết mình trên sân khấu, góp phần cho chương trình Trường Ca Đỏ lần thứ 3 thực sự thành công và ý nghĩa. Vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay, chương trình Trường Ca Đỏ lần thứ 3 sẽ chính thức diễn ra và được trực tiếp truyền hình trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và được nhiều đài truyền hình trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp sóng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia năm 2016 sẽ do tỉnh Kiên Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tổ chức. Đây được xem là cơ hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Kiên Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Năm du lịch quốc gia 2016 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển đảo, góp phần phát triển du lịch biển đảo trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh và khu vực. Theo kế hoạch dự thảo, năm du lịch quốc gia 2016 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại Kiên Giang cùng các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, sự kiện năm nay còn có sự tham gia hưởng ứng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Đây là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế du lịch Kiên Giang, trong đó có Phú Quốc, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như tích cực góp phần quảng bá du lịch Việt Nam theo quy mô quốc gia. Thời gian tổ chức chương trình năm du lịch quốc gia năm 2016 Kiên Giang sẽ diễn ra trong suốt năm 2016. Trong đó, dự kiến lễ công bố sẽ tổ chức vào tháng 1 năm 2016, lễ khai mạc tổ chức vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, lễ bế mạc tổ chức vào cuối năm 2016. Chiều hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố đồ họa mới của phổ điểm môn toán và ngữ văn. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, sự điều chỉnh này do lỗi đồ họa phổ điểm môn toán và ngữ văn khi điểm xuất phát lệch một cột nên dẫn đến giá trị ở các mức điểm thí sinh đạt được bị xê dịch khiến bị hiểu lầm nên trình bày lại cho dễ hiểu hơn. Theo phổ điểm mới, môn toán có đến 5.410 thí sinh bị điểm 0, 6.671 thí sinh đạt 0,5 điểm, 8.586 thí sinh bị 1 điểm. Theo các công bố này, thí sinh đạt 0 điểm, 0,5 điểm và 1 điểm lên hơn 20.000 thí sinh thay vì chỉ hơn 12.000 như phổ điểm cũ. Tương tự như ở phổ điểm môn ngữ văn, phổ điểm mới cũng thể hiện thêm con số thí sinh bị điểm 0 là 423 thí sinh. Bên cạnh đó là 190.000 thí sinh đạt 0,5 điểm, 349 thí sinh đạt 1 điểm. Với phổ điểm này, số thí sinh chỉ đạt từ 1 điểm trở xuống đã lên gần 1.000 thí sinh.
Theo quy chế tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, mức điểm liệt của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia là 1 điểm. Những thí sinh đạt 1 điểm, một bài thi trở xuống, thí sinh bị kỷ luật hủy bài thi đối với một trong số các môn thi tối thiểu đã đăng ký sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Các thông tin trên các lĩnh vực khác sẽ được gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7 đến nay, hơn 20 người lao động đã tham gia khóa học tiếng Nhật 6 tháng của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển Việt Nhật Vinron ở địa chỉ 28/1/21 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như ngồi trên đống lửa vì đã trót đóng một khoản phí từ 1.500 đến 3.000 đô la Mỹ mà chưa được sang Nhật làm việc. Theo phản ánh của người lao động, ngoài khoản phí ban đầu này, họ phải đóng mỗi người thêm 6 triệu đồng tiền học tiếng Nhật, nhưng đã 9 tháng nay vẫn chưa thấy công ty nói gì ngoài những lời hứa và đề nghị đóng thêm tiền. Thưa quý vị, thông tin về nhu cầu lao động việc làm tại các nước phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ả Rập Saudi, Qatar đang rất nóng trên thị trường bởi thu nhập cao. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động ở các vùng quê, nhiều kẻ đã dụ dỗ lôi kéo họ vào đường dây lừa đảo đưa người lao động đi nước ngoài làm việc. Cùng với đó là tình trạng móc ngoặc với nhau để lừa đảo người lao động ngày một tăng. Người lao động cần phải cảnh giác. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, 6 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 56.173 người. Trong đó, thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất vẫn là Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cùng với sự tăng trưởng về số lượng, thị trường tiếp nhận lao động cũng được mở rộng sang Ả Rập Saudi, Algeria, Qatar với số lượng hơn 10.000 lao động. Để không mắc phải các chiêu lừa đảo, người lao động ở các tỉnh xa nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động thì nên tìm hiểu thông tin qua cơ quan quản lý lao động tại địa phương, qua các kênh thông tin chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Không nên nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các cò mồi. Bên cạnh đó, người lao động cần tham khảo thông tin trên website www.dolab.gov.vn của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước để biết thông tin về 228 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động hiện nay. Thời gian qua, khi mùa mưa vào giai đoạn cao điểm, số bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh nhập viện do sốt xuất huyết đã tăng lên đáng kể. Để hạn chế số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện biện pháp giám sát phòng chống sốt xuất huyết ngay từ cơ sở. Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liền luôn nằm trong danh sách những khu vực trọng điểm về dịch bệnh. Đây cũng là địa bàn được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ lệ người dân xã Vĩnh Lộc B mắc sốt xuất huyết đã tăng gần 35% so với năm 2014. Đây là khu vực đang trong quá trình đô thị hóa, xen kẽ giữa dân cư với các cơ sở sản xuất. Một số khu vực còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, xã có hơn 10 điểm thu mua vật liệu phế thải trong tổng số gần 50 điểm của cả huyện Bình Chánh. Đây là môi trường dễ sản sinh ra nhiều lăng quăng và muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Theo phản ánh của người dân tại đây, mặc dù có nhiều biện pháp phòng ngừa như dọn dẹp trong gia đình, đậy lu sau khi đựng nước, nhưng do mật độ muỗi nhiều và các bãi đất trống, phế liệu có chứa nước dày đặc bao quanh khu dân cư sinh sống, nên vẫn có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết do lây lan. Có gia đình, nhiều người cùng mắc sốt xuất huyết một lúc. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, thì năm nay thì có những cái khó khăn, bởi vì ngay những đầu năm thì cái số ca sốt xuất huyết nó đã cao rồi, cho nên là cái khả năng nó bùng phát hiện nay là rất là lớn. Mà hiện nay là không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà kể cả những cái tỉnh ở khu vực phía Nam thì số huyết cũng đang gia tăng, tăng là cao hơn là cùng kỳ là từ hơn 40%, đó là cả miền Nam, thì trong đó thành phố mình cũng như thế. Cho nên khi mà mưa tới như thế này thì cái sự gia tăng số huyết sẽ rất là nhanh, cho nên là đòi hỏi cộng đồng phải có những cái tích cực hơn trong cái việc tổ chức diệt lăng quăng, xử lý cái môi trường thật tốt để hạn chế cái sự gia tăng của sốt xuất huyết trong thời gian tới. Để phòng chống sốt xuất huyết từ cơ sở, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ tăng cường việc tuyên truyền các hộ gia đình. Theo đó, các hộ dân phải vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa sự phát triển của lăng quăng. Công tác phun thuốc diệt muỗi cũng được làm thường xuyên nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết, nhất là vào thời điểm mùa mưa đang vào lúc cao điểm. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, mặc dù đã bước vào mùa mưa nhưng nhờ chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng chống nên tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long, tính đến trung tuần tháng 7, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 150 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có nhiều địa phương như huyện Bình Tân, Trà Ôn, thị xã Bình Minh, số ca mắc bệnh rất thấp trên dưới 10 ca.
Tuy nhiên, các trường hợp bệnh nặng chiếm tỷ lệ khá cao và đã có một trường hợp tử vong. Nhằm khống chế không để sốt xuất huyết phát thành dịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong những tháng mùa mưa, ngành y tế đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, đồng thời triển khai chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi tại các xã phường có nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2015, Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Ban vận động hiến máu nhân đạo tỉnh và Bệnh viện huyết học truyền máu khu vực Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện của công đoàn viên. Đây là đợt thứ hai Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện trong năm nay. Có trên 170 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị, ban ngành tỉnh đăng ký tham gia hiến máu. Qua khám sàng lọc sức khỏe, Ban vận động hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận được trên 140 đơn vị máu. Nâng lượng máu tiếp nhận được từ đầu năm đến nay lên trên 6.500 đơn vị, đạt gần 50% chỉ tiêu tiếp nhận máu trong năm. Riêng công đoàn viên chức qua hai đợt phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo đã tiếp nhận được trên 340 đơn vị máu. Đây là hoạt động được công đoàn viên chức phát động hàng năm nhằm phát huy tinh thần vì cộng đồng, góp phần chia sẻ những giọt máu khỏe đến những người chẳng may mắc bệnh cần máu. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển đến quý vị một số lĩnh vực trên một số thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng vùng sản xuất gang trái quy mô lớn theo hướng gáp gắn với nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ nông sản giai đoạn 2015-2020. Dự án được thực hiện trên 7 loại cây gồm xoài, xiêm núm, sầu riêng, bưởi năm roi, bưởi da xanh, cam sành, cam xoàng và nhãn tiêu da bò với quy mô 420 ha do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí thực hiện gần 68 tỷ đồng, trong đó nhà nước đầu tư trên 9 tỷ 500 triệu, số còn lại do nông dân tham gia dự án đối ứng. Theo dự án, từ đây đến năm 2020, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh sẽ xây dựng 7 vùng nguyên liệu gang trái tương ứng với 7 loại cây trồng nói trên. Mỗi vùng rộng 60 ha, gồm 10 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và 50 ha sản xuất theo hướng Việt Gáp đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vùng nguyên liệu này sẽ được đầu tư xây dựng ở những vùng đất phù hợp với từng loại cây ăn trái. Tùy vào mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hay mô hình sản xuất theo hướng Việt Gáp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện vườn của mình là vườn trồng mới hay vườn cải tạo mà khi tham gia dự án, nông dân sẽ được hỗ trợ từ 30 đến 100% số lượng cây giống, hỗ trợ 50 đến 100% giá mua cây giống với mức giá trung bình 22.000 đồng trên một cây, hỗ trợ 100% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đạt theo yêu cầu tiêu chuẩn sản xuất Việt Gáp, 100% chi phí lấy mẫu và phân tích đất, nước, sản phẩm cây trồng theo các tiêu chí yêu cầu của tổ chức chứng nhận Việt Gáp, v.v. Ngoài ra, nông dân còn được hỗ trợ một phần chi phí mua thiết bị, máy móc cơ khí để hỗ trợ trong quá trình sản xuất, giúp kết quả sản xuất đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị, hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang rà soát lại quy hoạch và diện tích nuôi cá tra thực tế tại các huyện, qua đó điều chỉnh quy hoạch nuôi cá tra tập trung cho 3 huyện có thế mạnh gồm Long Hồ, Bình Tân và Mang Thít. Theo đó, đến năm 2020, huyện Long Hồ được quy hoạch các vùng nuôi ven sông Tiền, sông Cổ Chiên và sông Long Hồ trên địa bàn 5 xã với diện tích ổn định 180 ha. Huyện Bình Tân phát triển diện tích nuôi cá tra lên 145 ha ở 6 xã ven sông Hậu và huyện Mang Thít phát triển diện tích lên 120 ha tại các vùng nuôi ven sông Mang Thít và sông Cổ Chiên. Riêng tại thành phố Vĩnh Long, huyện Tam Bình, tỉnh khuyến cáo không mở rộng diện tích nuôi thủy sản. Việc điều chỉnh quy hoạch vùng nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần xây dựng tổ chức lại chuỗi sản xuất gắn kết giữa các khâu nuôi, thu mua, chế biến và tiêu thụ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cá tra, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Để chủ động phòng chống lụt bão, phục vụ tốt sản xuất và đảm bảo an sinh cho người dân, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đến công tác thủy lợi. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đến nay, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã triển khai thi công được 45 công trình thủy lợi bằng nguồn vốn địa phương quản lý. Trong đó có 34 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng giá trị thực hiện gần 24 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã triển khai thực hiện được 75 công trình thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài hơn 35 km. Các công trình này đã góp phần khép kín thủy lợi thêm gần 800 ha diện tích đất nông nghiệp, nâng tổng diện tích được khép kín thủy lợi của tỉnh Vĩnh Long lên hơn 108.300 ha, chiếm 91% diện tích đất nông nghiệp trong toàn tỉnh. Xin mời Quang Hằng tiếp tục với thông tin tiếp theo.
Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, so với tuần qua thì tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa thu đông đang diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh hiện có là trên 4.000 hecta lúa bị nhiễm bệnh, tăng trên 3.300 hecta so với tuần trước. Trong đó đáng chú ý là sự tấn công gây hại của sâu cuốn lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh tại huyện Trà Ôn với trên 1.400 hecta lúa nhiễm bệnh, trên 1.100 hecta lúa nhiễm bệnh đào ôn, gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh tại các huyện Long Hồ, Trà Ôn và Bình Tân. Riêng rầy nâu do các trà lúa hè thu còn đang trong giai đoạn thu hoạch nên rầy trưởng thành tiếp tục di trú và đẻ trứng. Rầy cám mới nở sẽ tiếp tục xuất hiện. Toàn tỉnh có 950 hecta lúa thu đông đang bị rầy nâu gây hại, tăng 575 hecta so với tuần trước. Mật số rầy phổ biến từ 750 đến 1.000 con trên 1 mét vuông, gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh tại huyện Trà Ôn. Vụ lúa thu đông canh tác ngay thời điểm thời tiết bất lợi nên với những diện tích lúa đã xuống giống, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con thăm đồng thường xuyên để chủ động phòng trị sâu bệnh, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IBM để hiệu quả phòng trị đạt được tối đa. Diện tích lúa thu đông còn lại nên xuống giống đúng lịch thời vụ, tập trung né rầy mà ngành công nghiệp địa phương hướng dẫn. Tiếp tục chương trình sáng nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện nổi bật trong tuần. Trong tuần đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015. Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng là hơn 384 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước năm 2015 với hai mức 400.000 đồng và 200.000 đồng. Ngoài ra, các địa phương trong cả nước cũng dành một khoản kinh phí cho việc thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Qua đó thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc với những người đã có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2015. Kết quả nổi bật là các ban chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và địa phương, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc xảy ra trên địa bàn, tăng cường các biện pháp đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, không để xảy ra tình trạng bạo loạn, bạo động bất ngờ. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của các ban chỉ đạo là quan tâm phát triển đời sống đồng bào dân tộc, đồng bào vùng biên giới, đảm bảo an ninh biên giới, cùng với các nước láng giềng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định, chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế. Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phê duyệt dự thảo văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ tỉnh trong việc chuẩn bị nghiêm túc văn kiện và đề án nhân sự trình Đại hội, lãnh đạo Đảng lưu ý Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết để xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, ưu tiên đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, du lịch, quan tâm đến yếu tố liên kết vùng. Trong xây dựng nông thôn mới, phân công cụ thể từng ngành để tập trung thực hiện đạt 50% xã nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Như vậy, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã có 7 trên 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy tổ chức xong Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Các huyện Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình, Vũng Liêm và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh sẽ tiến hành đại hội trong tuần cuối tháng 7 và 2 tuần đầu tháng 8 năm 2015. Từ 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Tuy nhiên, điều gây nhiều bức xúc cho phụ huynh và học sinh trên cả nước là tình trạng nghẽn mạng, không thể tra cứu được điểm thi trên website của Bộ Giáo dục Đào tạo và 8 trường đại học mà Bộ chia dữ liệu cùng website các trang báo điện tử kết nối với website của Bộ. Dự kiến ngày 28 tháng 7, Hội đồng xác định ngưỡng xét tuyển đầu vào sẽ làm việc để xác định mức điểm tối thiểu thí sinh phải đảm bảo để đủ điều kiện vào đại học và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định.
Những sự kiện nổi bật trong tuần đã mang đến cho quý vị cái nhìn tổng quát hơn. Thế còn những sự kiện và những thông tin mới thì sao? Mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm báo. Phương Hiếu và Nguyệt Hằng sẽ gửi đến quý vị những bài viết nổi bật được đăng tải trên các báo số phát hành sáng nay. Đầu tiên, chúng ta cùng điểm qua trang báo Tuổi Trẻ. Tri ân sự hy sinh to lớn của thương binh, liệt sĩ, tác động tiêu cực của việc Trung Quốc bồi đắp đảo, giật mình với lãi suất thẻ tín dụng, phát hiện trái đất thứ hai, nỗi buồn sau những bài thi môn văn, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên chiến với IS. Hôm nay, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về đến Hà Nội. Hát nhạc sống gây ồn ào sẽ bị bêu tên. Một thời sự và suy nghĩ có bài viết bức xúc với việc giàu có bất minh. Thưa quý vị, thông tin chi tiết về việc lãi suất thẻ tín dụng cao ngất ngưỡng trên trang 7 của báo Tuổi Trẻ cho hay, lãi suất cho vay thông thường đã giảm sâu, hiện chỉ phổ biến là từ 8 đến 10% một năm, nhưng lãi suất thẻ tín dụng vẫn ở mức cao chót vót từ 18 đến 31% một năm. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét mức lãi suất thẻ tín dụng, đồng thời có biện pháp hạn chế việc thu quá nhiều loại phí với chủ thẻ. Trong văn bản, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng lãi suất cho vay thẻ tín dụng quá cao so với mặt bằng lãi suất hiện nay, gấp 3,5 đến 5 lần lãi suất huy động của các ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tâm lý người dân ngại sử dụng các loại thẻ. Tiếp theo là một thông tin khá thú vị. Thưa quý vị và các bạn, các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh có nhiều đặc điểm rất giống hành tinh xanh của chúng ta. Niềm hy vọng về khả năng tìm thấy sự sống ngoài trái đất tiếp tục bừng lên. Theo AFP, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết hành tinh Kepler-452b nằm cách trái đất khoảng 1.400 năm ánh sáng thuộc chùm sao Cygnus. Nó di chuyển trong vùng ở được xung quanh một ngôi sao chủ tương tự mặt trời của chúng ta. Trong vùng ở được, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng, điều kiện tiên quyết của sự sống. Ngôi sao chủ có độ tuổi 6 tỷ năm, trong khi mặt trời hiện chỉ 4,6 tỷ năm tuổi. Kepler-452b lớn hơn trái đất khoảng 60% và mỗi năm trên hành tinh này dài 385 ngày. Thông tin chi tiết quý vị tìm đọc trên trang 19 báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng điểm qua báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng hình ảnh là người cảnh sát giao thông ngày càng đẹp hơn trong mắt người dân. Trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, đại tá Trần Thanh Trà, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hàng loạt biện pháp như chấn chỉnh sai phạm, nâng cao văn hóa ứng xử để hình ảnh người cảnh sát giao thông dần đẹp hơn trong lòng người dân. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước trang bị camera nhằm ghi âm, ghi hình người vi phạm, đồng thời giám sát lực lượng thi hành công vụ. Đại tá Trần Thanh Trà cho rằng, cảnh sát giao thông ra đường không chỉ chăm chăm xử phạt, mà cái chính là làm sao để nâng cao ý thức và văn hóa để người dân chấp hành. Và khi bị xử lý vi phạm, người dân không chống đối cảnh sát giao thông, không dùng tiền mua chuộc chiến sĩ để bỏ qua lỗi vi phạm. Điều đó sẽ góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông ngày càng đẹp hơn. Ngoài ra, trên trang báo Pháp Luật phát hành sáng nay còn có nhiều bài viết đáng chú ý. Phương Hiếu xin được gợi ý đến quý vị và các bạn. Khởi tố chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình, một công nhân ở Vũng Áng bị mái trộn bê tông cuốn, thừa phát lại đang dần tàu chỗ đứng, ghen mù quáng giết người yêu, cướp của ở Đồng Nai, trả hồ sơ vụ công an viên đánh người trọng thương ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Cà Mau, chồng bạo hành vì vợ gửi ảnh qua Zalo, trách nhiệm cứu người lớn hơn nỗi sợ HIV của bác sĩ. Phòng chống tội phạm mua bán người cần sự phối hợp đồng bộ, đó là tiêu đề bài viết đáng chú ý trên báo Cần Thơ hôm nay, bài báo cho biết. Theo đánh giá của Cục Cảnh sát Hình sự, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, gần đây tội phạm mua bán người tại Việt Nam trên các tuyến biên giới gia tăng và diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, hình thành đường dây băng nhóm tội phạm cấu kết chặt chẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Cuối tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Thành Thủy, sinh năm 1967, ngụ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang, tù chung thân về tội mua bán trẻ em. Thủy bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ bắt vào tháng 11 năm 2014. Đây là một trong ba chuyên án mua bán người mà công an thành phố Cần Thơ đã phá trong năm 2014. Dành phần lớn số trang với nhiều bài viết với nội dung hướng đến kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đó là những thông tin được đăng tải trên trang báo Vĩnh Long. Tri ân anh hùng liệt sĩ với chương trình Trường Ca Đỏ, chủ đề Hồng Hà, Cửu Long, tri ân người có công, lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà gia đình chính sách, tác giả ghi ân những anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Bảy. Ngoài ra, trên báo Vĩnh Long số phát hành sáng nay còn có bài viết về người Việt sáng tạo thiết bị gây tê cá ngừ đại dương, truyện ngắn với tựa đề Mảnh vụn, mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc. Thưa quý vị, với bài viết tri ân người có công, thông tin chi tiết trên trang 4 của báo Vĩnh Long cho hay,
Thời gian qua, từ nguồn vốn trung ương địa phương, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và xã hội hóa tỉnh xây mới trên 7.900 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá trên 125 tỷ đồng, đồng thời dành trên 29 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa trên 2.500 căn nhà tình nghĩa bị xuống cấp. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành cơ bản về nhà ở cho người có công còn khó khăn. Sau đây là những nội dung chính được giới thiệu trên trang báo Thanh Niên số phát hành sáng nay. Tội phạm sợ camera, phản đối cách dạy và thi tiếng Anh sẽ thay đổi bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, cháy cơ sở sang chiếc ga trong khu dân cư ở Thừa Thiên Huế. Người dân Philippines xuống đường phản đối Trung Quốc, đi đường lúng vẫn phải trả phí, gã giang hồ dùng kiếm tấn công cảnh sát cơ động ở Quảng Ninh. Thưa quý vị, hiện người dân vẫn đang phải trả phí để đi trên những con đường xuống cấp, trong khi quyết định tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải còn khá mập mờ. Vì vấn đề này, trên trang 4 báo Thanh Niên cho hay. Dù số dự án bị hàng lún xuống cấp nhiều đến hàng chục, nhưng chỉ mới một vài dự án bị yêu cầu dừng thu phí như quốc lộ 18, hầm đường bộ đều ngang. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường xuống cấp nhưng vẫn đòi tăng phí. Cụ thể trên quốc lộ 5, đoạn qua khu vực Hưng Yên, thành phố Hải Dương, nhiều đoạn hằn lún nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện từng rãnh lớn, khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, mới đây, đơn vị được chính phủ cho phép thu phí quốc lộ 5, vừa có văn bản đề nghị tăng phí trên quốc lộ 5 kịch trần, theo thông tư của Bộ Tài chính. Như vậy, chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị khán giả một vài thông tin đáng chú ý trên các báo số phát hành sáng nay để giúp quý vị cập nhật tin tức cho những ngày cuối tuần. Và chắc chắn là tình hình thời tiết, quý vị cũng rất quan tâm. Hãy đến với những thông tin về dự báo thời tiết trước khi theo dõi chương trình 60 phút. Tiếp theo chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thì Nam Bộ tiếp tục có mưa về chiều, vùng mưa từ phía Tây di chuyển sang các tỉnh miền Đông, sau đó mở rộng xuống miền Tây, hầu hết đều là mưa nhỏ và mưa rào nhẹ, thời gian mưa ngắn và xảy ra sau 14 giờ, nên mặc dù diện mưa cũng khá rộng nhưng nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao, không chỉ vào giữa trưa mà về đêm cũng oi bức, nhất là vùng ven biển. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm nay được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho, ngày nắng, trưa nóng ở mức 34 độ, giờ chiều có mưa rào nhẹ vài nơi, cục bộ có dông, ban đêm nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 26 độ, riêng tại Vũng Tàu thì nhiệt độ thấp nhất ở mức 28 độ. Tại Cần Thơ và Rạch Giá trong ngày giảm mây trời nắng, Cần Thơ không có mưa, nóng vào ban ngày với mức nhiệt độ cao nhất là 34 độ, còn tại Rạch Giá thì oi bức về đêm với mức nhiệt độ thấp nhất là 29 độ. Phú Quốc và Cà Mau cũng rất ít mưa trong hôm nay, ban ngày quang mây trời nắng. Tuy nhiên, nền nhiệt trưa chiều không quá cao, chỉ khoảng từ 32 cho đến 33 độ, nhưng về đêm cả vùng đều nóng ở mức 27 độ. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Mây thay đổi, ngày nắng nóng, với mức nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Một số nơi có mưa rào nhẹ, nhưng mưa nhanh, nên đến đêm hết mưa, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 26 cho đến 27 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái chào tạm biệt.